Rồi ok, chào mừng tất cả anh em đã lại quay trở lại kênh túc vừa Roron của mình ha. Hôm nay mình tới đánh đỉnh cao anh em. Rồi, trận này thì team mình sẽ gặp Ba Đâm. Còn team mình sẽ là đi support sẽ là thì mình hết nha. Rồi ở dưới này thì team bạn quá đông rồi, ba người lận. Rio mà ơi cướp được rồi kìa. Nhưng mà đánh luôn dí luôn. Ôi mình lại không có mạng mấy bạn. Hồi đó nó còn chấm máu kìa. Đầu game team mình khá là xanh nha các bạn. Em bạn có bộ đôi Vera với lại Ryuma nha. Ô lộn, bộ đôi Vera với lại Flo. Rồi còn người chơi sẽ là Ba Đâm đây, mình lượm hai thanh niên luôn nè. Rồi quá đẹp, cái double kill cho mình luôn các bạn. Rồi nhưng mà pha này mình chạy sao đây. Ôi nó vô, rồi, xong rồi. Lượm được hai cái mạng nhưng mà bỏ lại cái mạng chấm dứt các bạn. Cái kèo giữa mình với Vera thì cũng hơi căng nha các bạn. Khi mà bạn có bằng xương á thì các bạn ao nhây Vera khá là dễ nha. Mà khi mà các bạn trúng cái chiêu hồn gió của Vera rồi là thấy cũng hơi mệt đó. Thì để mà không có bị Vera ao nhây thì anh em phải dùng cái chiêu ôi nó hung gió kìa, thì anh phải vô anh em mới né được cái chiêu hung gió của nó, mà né như thế nào thì không biết. Rồi ok, mình đây mình hỗ trợ thêm. Ôi phải né lên bảng nữa rồi thì mẹ bắt đầu lấy lại lợi thế nha các bạn. Đây, có thằng đây nè, mọi người thấy Vera lên thôi bỏ Vera hay tê, nó còn cũng nhiều máu lắm á. Pha này mình lao vào là có thể là mình lên bảng luôn á. Đây, mình còn băng xương nè, băng chơi tóc biến băng xương nè, rồi lụm quá đẹp, ao nhây và đó tính hết cả rồi các bạn. Và đó là mình biết là thế nào là cũng sẽ trúng cái phong gió của thằng Vera, nên là mình quyết định là mình ép luôn các bạn. Còn băng xương mà, ôi ông Ibanez này giờ lên bảng hơi nhiều rồi đó. Hơi máu nha, Ibanez hay máu nha, tem đánh mình hết chiêu rồi, không còn chiêu ở đâu. Mà tem mình lấy được cái trụ mid rồi mấy bạn, với lại cái trụ đường dưới rồi. Hello nè. Từ từ, nó vô nó cướp nè, đánh luôn. Bắt vào lo, rồi dính tường. Ui nó chạy được kìa. Chỉ dùng như cuối chạy được kìa. Ôi mình không, mình bị chôn pha đó, mình chưa kịp lên các bạn. Pha đó mình lên là có thể là mình cứu được Âu vậy. Pha đó mình chưa kịp chọi lên nữa. Đây bạn nãy giờ đang ép khá là gắt nha. Ba Đâm với lại thằng Vera đi chung quá khó chịu luôn rồi. Một thằng chôn và một thằng choáng. Nó hù cái là đứng tầm khoảng 2 giây. Em bạn cái gì dồn đam thôi. Vera hiện tại mình cũng thấy được rất là nhiều mình sử dụng á. Đây Rima nè. Ô nó băng xương kìa. Ôi hay nha. Ôi ông Ibanez ơi, ông máu vậy. Rồi xong mình qua này rồi, Mình đi theo ông Ibanez rồi. Hảo đồng đội thì chưa. Anh máu thế. Nên nãy giờ bắn chủ liên tục luôn á, mà đang bắn chủ không thấy được cái sự an toàn như bắn chủ toàn lên bảng không. Ôi tổng hài ôi, mình biết rằng là y mà nói là thanh niên bạn này là đánh theo kiểu là dạng là khô máu nha, bắn chủ khô máu nha, người ta mình lại không vô mấy bạn với lại phần nó là hết chiêu rồi. Ôi, ok, cảm ơn bạn nhé, bạn đã nhường cho mình. Thôi rất là biết chơi nha các bạn. Cái có bùa nên là nhường mình nha. Mình nhiều thanh niên là thấy dưới chân có bùa rồi nhưng mà vẫn vô ăn không nhường luôn. Rồi phải lo pha này xong bạn này. Ôi chạy được kìa.
Ôi đường dưới riêng ma để cao để gấu về gấu về gấu về. Thằng bên này đang dồn 5 người ở đây. Rima lên nè, bọc sâu nè, nó bọc sâu nè. Đâu nha, đánh luôn nha thằng này, thằng AT nó bắn tanh đầu lắm mấy bạn. Đây cứ dần nó chôn. Rồi lượm đường thằng. Lượm luôn này nè, lượm luôn này nè. Rồi hai bé. Rồi, quá ngon. Chạy 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 chạy. Ừ phải lo nó muối ghê vậy. Chưa 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 được, chưa được, chưa được, chưa được. Ôi gấu ơi, gấu ơi, gấu ơi, từ từ gấu ơi. Mình chưa hộn đi. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. À đế. Đánh luôn chứ còn gì nữa. Đấy. Rồi bắt thằng này luôn. Ôi rồi rồi, rồi 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 nó. Nó còn chấm máu rồi mới chạy được kìa. Đêm mình đánh không quyết liệt chứ chứ. Thường là mấy thanh niên mà cầm cầm Phoenix nha là lộn qua lộn lại cái kiểu đào điểu lộn gì lắm, lộn né đam rồi khiếp lắm. Mà Phoenix này đánh thấy mình sao sao vậy. Mình thấy mấy thanh niên biết Phoenix là lộn liên tục luôn, ao ngay là nhiều khi cân 3 cân 4 bình thường. Dù là đi lên AD nha chứ không phải lên gần nha, vẫn cân 3 cân 4 như thường. Tại vì có cái chiêu 2 lộn lộn á, mình cũng có chơi Phoenix mình biết là lộn lộn rồi cái kiểu mà né đam cực kỳ hay nha. Còn cái chiêu cuối nữa, hồi máu kinh khủng luôn. Làm chậm nữa. Còn Phoenix thì cực kỳ cơ động các bạn. Có điều là máu hơi mỏng thôi, AD mà. AD nào thì máu không mỏng nhưng mà con Phoenix là cực kỳ cơ động nha. Đây mình đang cố gắng ép. Ui. Đấy 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 thế đấy, đấy, mấy pha cân 3 cân 4 đó. Kiểu này nè. Ôi, mày chơi không được kìa. Pha này mình không có băng xương các bạn. Đau vào nguy hiểm lắm, không có không chắc ăn đâu. Rồi, ao nhây. Ao nhây hay hay hay. Ui, Ibanez là băng trụ nữa kìa. Ôi chạy 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 gì được rồi bạn ơi. Gì được rồi bạn ơi. Ôi thôi 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 về đi. Ừ. Yuka lên Yuka lên Yuka lên Yuka lên. Ôi nó chọt rồi nó chọt rồi nó chọt rồi nó chọt rồi nó chọt rồi. Đánh luôn đánh luôn đánh luôn Yuka Yuka Yuka. Pha này để mình. Ok rồi thêm một mạng nữa cho mình luôn. Rima nè Rima nè. Bây giờ mình nào chiêu mình đánh luôn nha. Ê gần. Hồi pha mình đợi gần lên đấm nhau mà nó đi về mấy bạn. Pha đó là đáng lẽ bắt Ryuma luôn nha, bắt Ryuma là còn đủ đồ chơi là bắt được nha. Đây này trong bụi nè. Hãy trụ thôi bạn ơi, đừng quăng trụ nữa bạn ơi. Làm ăn trụ mình thấy lo lo quá. Ăn trụ ăn làm mình lo quá. Rồi ok. Rồi 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 gồng luôn bạn ơi, gồng 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 gồng. Gồng đi. Về đi. Rồi. Cái lúc cần nó cần 3 cần 4 á thì nó không cần 3 cần 4 mà. Cái lúc mà không cần nó cần 3 cần 4 là toàn cần 3 cần 4 là lên bảng thôi nè. Tem nó binh đi về rồi mà vẫn ở lại. Đang ở đây nè, ăn tài nguyên mục tiêu lớn là không ăn. Còn con Phoenix là một cái con mà ăn quái cực kỳ nhanh nha bạn.
Rồi thôi, bỏ qua ăn rồng, ăn con linh công đi. Và lo dưới này nè, ke ke và lo bạn ơi. Rồi. Về 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 về. Biết tên bạn quyết quyết rồi 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 ra nè. Ô, mình còn ăn xương nha, mình còn ăn xương nha. Đánh luôn, đánh được luôn. Ôi, dính cái địa giam kìa. Ê 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 Đậu xanh nó thằng ba đùm nữa nó đẩy mình về các bạn, thôi pha đó mình ao nhây được thằng Vera rồi. Ui pha đó mình quay lại để mình chơi mình quay ra nhưng mà cuối cùng là bị thằng ba đùm nó hút ngược về. Cay thế nhờ. Rồi đó mình dùng cái mà trước mình dùng cái ông ty hơi sớm. Mình dính cái địa giam nên là pha đó không hất được Vera. Rồi pha đó mình hất được Vera làm lượm Vera làm chạy được rồi. Mình sẽ không bị ủ cái tóc biến nha. Rồi. Tiếp tục, tay mình lại tiếp tục núp lùm nữa nè. Núp lùm làm gì? Núp lùm để đợi Vera vô, giúp đợi Vera vô. Vì Vera bây giờ khá là khó chịu nha. Còn ba đùm có chịu một, còn Vera khó chịu đâu khoảng 10 luôn. Đó, bây giờ hai T thì xét thương chuẩn không? Bây giờ lên giáp, cỡ nào lên giáp thì cũng không xin nhê với thằng thằng hai T hết các bạn. Chủ là mấy thằng kia thôi. Ồ, Phoenix Fire đó không thoát được kìa. Thôi nó không lộn đi được luôn kìa. Ồ, Fire này xong rồi. Thôi. Đánh luôn, đánh luôn. Bắn xuống, ăn nhai được. Ui, thằng Vera nó chạy được kìa. Ui, xanh nó bị thằng ba đâm nó hút lại nữa. Ui. Ôi, ông lần cũng ra ông vét kìa. Chiếc bù kêu luôn. Vậy mà pha đó không ra phụ mình. Pha đó không ra phụ mình chắc chắc ăn. Chắc mình với gần chắc lụm năm kia luôn á bạn. Hai, hai con năm được nha. Tại vì pha đó tại mạng yếu máu hết rồi. Mình lại không bắt được thằng Vera nên cay cái pha đó. Bị thằng ba đấm nó đẩy về nữa chứ. Ba đó mà gần ra là lụm mày. Tại vì còn lúc mà nó còn Yuka mình nhảy ra. Còn Yuka gần mình nhảy ra pha đó là 3 đến 5 luôn á. Vẫn ngon lành nha. Cuối cùng gần không ra, gần đợi vét. Để thanh niên được chứ. Rồi, ok. Rồi, dính địa giam rồi kìa. Đánh luôn, đánh luôn, mình còn ăn xương, rồi, đánh luôn, rồi ép vô, ép lên, ok, thêm một mạng cho mình luôn. Và đó thì, Và đó thì, dùng cái lông dẹp, nhưng mà mình lại ăn cái mạng của hai T. Và này do tranh đẹp nha. Nhưng mà, hơi tham. Và đó thằng Ryuma nó giật về mà. Ai ngờ lại ao lại bị dính sát thương nên là không phải đấu lên bảng đâu chứ sao. Giờ mình đang đợi chủ lực lên tiếng nha. Giờ tầm này thì mình nghĩ chắc Phoenix cần 3 rồi cũng ngon lành luôn mấy bạn. Tại vì nó hồi chiêu cái hai chiêu hai nó hồi chiêu giảm được cái lượng hồi chiêu rồi, bây giờ hồi chiêu khá là nhanh luôn nha. Là cân 3 là mình thấy là dư sức. Còn có cân được hay không thì mình không biết. Đó do trình của mỗi người thôi nha các bạn. Và theo mình thì mình nghĩ là cân 3 được, cân 3 là bình thường luôn, ngon luôn, trừ khi cân 5 thì hơi khó. Mà con ba được nha.
lên cái giáp gây A các bạn ơi, để né kêu của thằng Vera cái đây. Thế nên sẽ đóng lên chắc các em như trang bị cũ thôi, lên cái giáp phóng khổ nữa là ngon lành luôn. Một là cái đam của một viên ma, hai là cái đam của thằng nào và lo AD thì team mình toàn là tướng để bắt AD các bạn, AO của Yuka nè, ngay cả Phoenix cũng có thể là bắt cái show gì vậy? Phoenix cũng có thể bắt được thanh niên Hayate nha mày. Nó dồn vô là đánh luôn rồi lụm đó ơi, pha này pha lỏ lỏ ơi. Cầu vô nè, cầu vô nè, cầu vô nè, cầu vô, cầu vô, cầu vô, cầu vô, ơi nó hút mình nữa kìa. Rồi giờ chơi luôn, bắn xuống luôn, đánh luôn rồi. Ok rồi, dậm nó hết đi bạn ơi, dậm nó hết đi bạn ơi. Chủ nè, không lấy chủ nè, chủ chủ ôi ôi ôi, ông ấy nít tên tôi, ông làm cái gì? Rồi tôi nãy ông Venice luôn, không đứng cho chủ bắn luôn rồi chứ. Yuka nó băng vô tới trong mà, nhưng mà AD mình vẫn không bắn nhà, còn qua này chứ thua luôn á, còn gì nữa. Ôi ôi, còn lên siêu cấp, mình ra game mấy bạn này, chưa 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 thua, chưa thua được, chưa thua được. Còn mấy con lính hơn, có còn mấy con lính siêu cấp không thôi, tìm bạn đẩy vô tới nhà luôn, mất cái đường siêu cấp luôn rồi. Bây giờ thủ được nha, chưa mất đường siêu cấp là ngon nha bạn. Rồi mình hồi văn chương luôn, mà mở giao tranh như cái tình huống nãy gì đó là ngon nha. Tại vì bây giờ là tem bạn này, cái nhà của tem bạn như sân bay rồi, giờ không không còn chủ bắn nữa, nên là mình tự tin với tem mình là gì, vào combat tổng là vẫn hơn tem bạn nha. Thì mình toàn trước đứng sát thủ không bạn, vào dậm được thằng Vera, thằng AD là coi như là tem bạn tan nát. Ơi ở trên Phoenix ao nhau được Rima kìa. Rồi rồi rồi, ôi mình có giáp cái A mà sao bạn, pha này bạn chạy đi đâu nữa, pha này bạn chạy đi đâu nữa. Ok ao nhây đây nha, mình còn băng xương luôn bạn, còn đủ đầy đủ đồ chơi luôn. Là pha này hơi bất ngờ tí nhưng mà không sao, vẫn vẫn pha này win thôi chứ còn gì nữa, vẫn ao nhây được về ra nha. Rồi lấy trụ rồi bạn ơi, rồi mình băng vô mình lượm này luôn nè. Ok quét sạch nha bạn, rồi đến nhà đi, win 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 win, tí nữa thua ngục rồi.